Dạ vâng, kính chào quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác, ở video trước, ở một cái video trước thì em cũng vừa giới thiệu là bên em vừa về được một đôi loa Jabot rất là độc và lạ. Và với những dòng loa chép này thì nó là dòng loa chép sách tay từ Mỹ, Made in USA. Vâng, và với nhiều điểm cũng rất là đặc biệt khi các bác có thể xoay được nhé. Đây, các bác xoay xoay chân của nó. Đấy, các bác xoay chân nó đây, các bác xoay theo hướng mà các bác thích. Đấy, các bác có thể xoay đây. Em một tay em cầm điện thoại, một tay em xoay cho nên là nó hơi khó. Chúng ta có thể xoay theo hướng mà chúng ta muốn. Vâng, và với dòng chép này thì em cũng đã giới thiệu ở những video trước những thiết kế của nó và những thông số của nó thì em cũng đã có giới thiệu đến các bác rồi. Và ở video này thì em sẽ test cái chất âm. Em sẽ cho các bác nghe cái chất âm của nó. Và bây giờ em xin phép em được kẹp máy vào và em mở nhạc cho các bác thưởng thức nhé. Vâng, em vừa tháo dây loa ra đấy ạ.
Đấy, em vừa tháo dây loa ra, chúng ta có thể nghe những giải cao, những giải mượt mà, những giải bay bổng đã không còn mấy nữa. Vâng, và với dòng thép này thì không những chúng ta nghe nhạc hay mà chúng ta để làm những cái đồ trang trí, mình để lên trên những kệ TV hoặc là mình để lên trên nóc tủ nhà chúng ta cho nó đánh ra những giải thép thì nó cũng rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Tức là chúng ta mua một món nhưng mà chúng ta được những tận hai món liền, đúng không ạ? Chúng ta vừa được nghe nhạc này, vừa được chiêm ngưỡng này, chúng ta vừa làm đồ trưng bày, vừa làm đồ chiêm ngưỡng này. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là hay. Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới để bên em có thể trả lời cho bác một cách nhanh nhất. Vâng, và số lượng thì rất là có hạn thôi, một tô duy nhất. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây, và em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.